Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Architect 1904, nơi mà chúng ta có những cái chia sẻ review về công nghệ như là Revit, như là BIM, như là AI. Thì trong cái clip lần này mình sẽ trao đổi và giới thiệu với các bạn một cái nền tảng giúp cho những người dùng hệ vô tri. Ở đây mình dùng cái từ mà ở trên mạng hay nói là hệ vô tri. Vô tri ở đây có nghĩa là sao? Vô tri ở đây là chúng ta cảm giác là hơi bị chậm về công nghệ. Chúng ta ngại về những cái nền tảng mà nó có nhiều thông số, nhiều chỉ số. Chúng ta ngại về các cái phương thức thanh toán phức tạp với những các nền tảng nếu chúng ta muốn sử dụng. Nhưng mà chúng ta vẫn có một cái gì đó mong muốn là trải nghiệm những cái sức mạnh của AI, để những cái nền tảng mới nhất của AI để xem nó như thế nào, thậm chí sử dụng luôn cho công việc chúng ta. Thì cái clip này đã dành cho những người hệ vô tri như thế, thông qua một cái nền tảng của người Việt Nam tạo ra, của một ekip Việt Nam tạo ra, nền tảng Click AI. Chúng ta có thể tiếp cận được rất rất nhiều công cụ AI khác nhau sử dụng cho công việc sáng tạo của bạn, công việc thường ngày của bạn đó, và thông qua một số các cái ví dụ mà mình chia sẻ ở trong cái clip này. Và bảo đảm với các bạn một điều, đó là các bạn có thể là kiên nhẫn xem từng cái ví dụ, từng case study một mà mình trình bày ở trong cái clip này, các bạn sẽ ồ lên một cái là ô sao bây giờ sử dụng AI nó dễ quá. Và cái clip này nó cũng nằm trong cái chuỗi tinh thần mà mình đã nói với các bạn, trao đổi các bạn trong những clip trước của mình, đó là ví dụ như mình review về ChatGPT 4o, mình review về năm cái công cụ AI mà chúng ta trả phí tốt nhất, thì mình đều trao đổi là có vẻ như bây giờ các AI và các nền tảng đang tiến hóa theo một cái xu hướng, đó là hỗ trợ cho trải nghiệm người dùng. Chúng ta không cần phải nhảy đi lung tung nữa để có thể là trải nghiệm các cái công cụ khác nhau, mà chúng ta chỉ cần ở một chỗ thôi và công cụ nằm hết ở trước các mặt của chúng ta, thì cái nền tảng này nó là như thế nhé. Bây giờ đi vào trong cái clip và cụ thể thì các bạn có thể thấy là trên màn hình thì mình đang mở một cái sản phẩm, đó là các cái hình ảnh công trình thật tạo ra từ một cái bản sketch, bản phác thảo từ SketchUp ra. Và từ một cái bản phác thảo như thế thì mình có thể là tạo được rất là nhiều cái sản phẩm mà vẫn tôn trọng cái hình dáng cũ. Ví dụ đây là sản phẩm bình thường nhá, trời nắng, trời ban đêm có mưa giông sấm sét như thế này, trời ban đêm trời đẹp ánh sáng ở khắp nơi chan hòa như thế này, hoặc là mình nghịch ngợm mình có thể là tạo nên một cái trời mưa tuyết như thế này nhé các bạn. Hoặc là ví dụ như chúng ta có những cái nhu cầu, ví dụ chúng ta muốn là tạo ra một cái ảnh, sau đó chúng ta muốn face swap, tức là muốn đổi mặt của chúng ta hay là một người nào đó vào để chúng ta có thể sử dụng như thế này, không? Và tất nhiên cái ảnh trên và cả cái ảnh dưới mình đều tạo ở trên nền tảng này hết. Hoặc là chúng ta có thể là biến những cái ảnh nội thất phác thảo của chúng ta trở thành một cái phương án nội thất đầy đủ hoàn chỉnh, hay là thậm chí chúng ta có thể làm những cái như là những cái clip, thậm chí chúng ta có thể làm luôn những cái clip như này. Những clip như thế này các bạn có thể thấy là ở trên các cái cộng đồng chia sẻ rất là nhiều, và có vẻ như là thao tác để tạo ra một cái clip nó khá phức tạp, nhưng thực ra thì nó không phức tạp đâu nếu như các bạn xem những cái case study mình trình bày cụ thể cách làm như thế nào ở trong này nhé. Và đặc biệt là ở trên nền tảng này thì mình cũng đã tạo ra một cái con tạm gọi là trợ lý AI giúp cho các bạn có thể thực hiện những cái tác vụ phức tạp. Ví dụ như một cái bức hình như thế này các bạn, để tạo ra được nó thì các bạn phải có được cái prompt để cho nó phù hợp. Như vậy thì các bạn muốn tạo ra cái prompt thì các bạn có thể là sử dụng cái trợ lý của mình để các bạn tạo ra những cái prompt phức tạp như thế này. Tại vì mình nhận thấy một điều, đó là cái trở ngại, một trong những người hệ vô tri chúng ta không thể tiếp cận được sử dụng công nghệ phần mềm, đó là chúng ta ngại về việc ý tưởng, ngại về việc prompt chúng ta nó sẽ như thế nào, đại khái như thế ha. Thì mình có thể là giới thiệu các bạn một cái công cụ để chúng ta có thể là vượt qua cái trở ngại đó, để chúng ta có thể sử dụng cái sự vô tri của chúng ta trong cái việc là ứng dụng AI vào trong cái công việc của. Giờ đi vào trong cái nội dung chi tiết hơn nữa, và trước khi đi vào trong nội dung chi tiết hơn nữa thì các bạn hãy cho mình một like, một share, một comment nếu như cảm giác như là cái clip hay cái nội dung của mình làm nó tốt và có ích cho công việc của các bạn. Thì đầu tiên chúng ta đi vào trong cái trang Click AI, và chúng ta sẽ đi vào trong trang chủ của Click AI. Thì các bạn có thể thấy đây là một cái trang web mà người đội ngũ phát triển đã kéo gần như là tất cả những cái model AI, tức là những cái con AI mà xịn nhất, nổi đình đám nhất hiện nay về để cài cắm trên một cái trang web duy nhất. Và khi mà chúng ta đi vào trong một cái cụ thể như thế này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái nền tảng, ta có thể trải nghiệm được rất là nhiều cái nền tảng AI chỉ cho một lần trả phí trên một nền tảng thôi, chúng ta không cần phải đi riêng từng cái nền tảng nữa. Để các bạn có thể tạo ra hình ảnh thì các bạn có thể qua cái phần AI sáng tạo. Đầu tiên nói về cái câu chuyện là AI sáng tạo như thế nào nha. Thì bây giờ chúng ta muốn tạo hình ảnh thì chúng ta có thể là sử dụng AI sáng tạo trong này, và ở trên này thì là những công cụ, và bên dưới này là những cái tác phẩm của những người dùng. Nếu như thực sự mà các bạn không có nhu cầu quá ư là kỹ càng, hay là chỉ muốn trải nghiệm thôi, thì các bạn có thể bắt đầu từ một cái hình ảnh do người dùng đã chia sẻ ở bên dưới này. Ví dụ như các bạn muốn tạo ra một cái phối cảnh theo cái kiểu mà như thế này của mình, thì các bạn chỉ cần bấm vào cái tác phẩm này và các bạn chỉ bấm vào cái nút remix. Thì khi các bạn bấm remix rồi thì các bạn việc kế tiếp của các bạn là chỉ có là thay đổi một cái hình nào đó ở trên này. Ví dụ như các bạn thay đổi sang một cái phối cảnh khác thì các bạn sẽ bấm vào cái nút tạo này, vì tất cả mọi thứ số mình để nguyên đâu, các bạn chỉ cần bấm vào nút tạo là các bạn có thể là có một cái hình ảnh ở bên dưới này thôi.
Nếu như các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì cái câu chuyện ở đây chúng ta có thể vào AI tạo hình ảnh và chúng ta có thể trải nghiệm rất là nhiều. Ví dụ các bạn đang phân vân hôm nay thì nghe ChatGPT có thể tạo được ảnh đẹp, ngày mai chúng ta nghe Gemini tạo được ảnh đẹp, ngày mốt chúng ta nghe Flash tạo được ảnh đẹp, rồi ngày mốt nữa chúng ta lại tìm thấy Imagen 3 cũng tạo được ảnh đẹp chẳng hạn như thế. Nhưng mà thay vì chúng ta có thể đi đóng tiền cho từng nền tảng một để có thể tạo ảnh thì xem thử cảm nhận như nào, chúng ta có thể ở trên ngay trên này chúng ta sẽ chọn lấy một ông bất kỳ. Ví dụ như bây giờ mình chọn cái image generation của nhà ChatGPT ha, sau đó thì mình chỉ việc là đưa cái nội dung của mình muốn tạo vào đây là cái gì không. Và như ban nãy có nói với các bạn, nếu như các bạn cảm giác là bây giờ mình không biết làm prompt như thế nào, mình chẳng có ý đồ gì hết, thì bây giờ nếu như các bạn không có ý đồ gì hết thì các bạn chỉ cần như thế này, các bạn vào trong cái phần AI về trợ lý ấy và các bạn có thể là tìm đến cái phần ở đây, cái phần con AI trợ lý mang tên là, các bạn vào trong này nha, và các bạn sẽ vào trong phần mới nhất này, các bạn thấy là cái AI trợ lý có cái hình ông già này, dí dỏm này cho các bạn. Và cái thao tác của bạn chỉ đơn giản là ví dụ các bạn thích một cái hình nào đó, ví dụ các bạn thích tạo một cái hình theo phong cách như thế này như thế kia, ví dụ các bạn thích một cái hình như thế này, ví dụ như này, và các bạn chỉ cần bấm vào open. Open xong các bạn nói là cái AI trợ lý giờ mình tạo ra là hãy phân tích cái này, chỉ cần ghi hai chữ phân tích thôi. Thì các bạn sẽ chờ đâu đó một chút xíu ha, khoảng đâu khoảng tầm 15 20 giây gì đấy thì hệ thống sẽ báo cáo với các bạn là tôi đã phân tích xong rồi. Đó, và bây giờ bạn muốn tạo một prompt cho ý tưởng nào? Thì bây giờ các bạn muốn là làm, ví dụ bây giờ đây là một cô gái đúng không? Các bạn có thể là đổi sang đi một ông già đúng không? Một ông già nhá, một ông già bây giờ đi xe đạp, thì thay vì đi xe đạp thì chúng ta sẽ đi để xem mình có cái đi à, đi đi xe kéo tay ha. Đó. Ok. Rồi. Và hệ thống sẽ dựa trên cái hình này và tạo ra một cái prompt cho các bạn theo cái mục đích mà các bạn mong muốn không? Và cũng chúng ta cũng chỉ chờ đâu đó khoảng tầm một chút xíu để cho hệ thống hãy đưa ra cái câu trả lời ha. Thì các bạn có thể thấy là cái câu prompt ở đây, và các bạn chỉ cần bấm nút copy, copy xong chúng ta quay ngược trở lại cái công cụ tạo hình. Bây giờ mình muốn là thử nghiệm lại image generation của Open của ChatGPT đó các bạn, và mình chỉ cần Ctrl V vào đây mình tạo ha. Ở trong lúc mà hệ thống bấm tạo như thế thì các bạn muốn trải nghiệm xem thử là cùng một prompt như thế thì những cái nền tảng khác, những cái AI khác tạo hình như thế nào, ví dụ như thử xem Flash không, Flash tạo như thế nào, thì các bạn sẽ bấm vào đây đó và các bạn chỉ bấm tạo thôi. Đó, như thế này Flash Pro, và các bạn có thể là bấm tạo để cho hệ thống có thể bấm tạo ra sản phẩm cho các bạn. Ở trong đó thì các bạn có thể quay ngược trở lại, các bạn xem thử là kết quả nó ngon lành hay chưa. Này các bạn có thể thấy nhá, chỉ trong vòng có đâu đó khoảng tầm một phút á, trong lúc mình đang minh họa mình nói chuyện với các bạn á, thì các bạn có thể thấy là bên này đã tạo ra một cái hình như thế này, nhìn rất là chất lượng ha các bạn, và có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau nữa. Ở bên này là cũng là cái prompt, đây là cái prompt mà chúng ta, xin lỗi, đây là cái prompt chúng ta tạo ra từ cái hình ảnh chúng ta tạo ra từ cái image generation của ChatGPT. Còn đây là cái prompt, cũng prompt đấy mà chúng ta tạo ra bởi cái Flash. Chúng ta có ngay tức khắc, chúng ta có ngay các sản phẩm của các cái AI khác nhau mà không cần phải di chuyển. Ví dụ trước đây chúng ta phải chạy qua bên ChatGPT để chúng ta làm, tất nhiên ChatGPT trả phí thì mới làm hình cho các bạn được, rồi các bạn phải chạy qua bên một cái nền tảng nào đó cho phép chạy cái Flash Pro này, rồi các bạn cũng phải trả phí người ta, các bạn mới tạo được những hình ảnh đẹp như thế này. Bây giờ các bạn không cần phải chạy đâu hết, các bạn chỉ cần là hỗ trợ các công cụ hỗ trợ tại trên một trang web duy nhất, một tài khoản duy nhất, rất là tiện ha. Ví dụ như bây giờ chúng ta lại bất kỳ một cái gì đó khác, ví dụ như các bạn thích một cái câu chuyện gì đó khác nữa thì các bạn cũng làm tương tự thôi. Ví dụ như ở đây lịch sử làm việc của mình với lại cái AI trợ lý tạo prompt từ ảnh tham khảo, các bạn thấy là để tạo ra được một cái hình mà có sương khói, mình cũng đi tìm ở trên Google một cái hình này thôi. Mình thấy trên Google là cái hình này, đây là cái hình mình search ở trên Google nhé, mình bảo phân tích. Sau đó thì bây giờ mình nói là tạo cho ông già, đây mình báo là ông già với cái kiểu sương khói này, thì các bạn có thể thấy là trong lịch sử tạo hình của mình nó có một cái hình ông già đây, ông già đứng ở giữa cái đám khói màu sắc như thế này, các bạn thấy đó là cái lý do mà mình giới thiệu với bạn một con AI trợ lý như này. Và đối với AI trợ lý, nếu như các bạn vào trong cái phần AI trợ lý thì thực sự mà nói ở trong này hiện nay có rất là nhiều AI trợ lý do nhiều creator khác nhau tạo ra và phù hợp với những công việc khác nhau, gần như mình thấy đáp ứng khá là đa dạng. Ví dụ như là các bạn muốn làm về lập trình thì các bạn có thể tìm đến những trợ lý về lập trình, các bạn muốn tìm kiếm, các bạn muốn nghiên cứu, các bạn muốn viết blog này kia thì cũng có các cái AI trợ lý thực sự ở đây. Và nếu như các bạn là một người dùng mà chuyên nghiệp, tức là các bạn đã vượt qua cái mức vô tri rồi thì các bạn tiến tới cái mức mà đi qua khỏi vô tri rồi, thì các bạn có thể là tự mình tạo ra những cái trợ lý AI phù hợp với lại công việc, đặc thù công việc của bạn. Nhưng mà các bạn nhớ nha, cái của mình là có mặt ông già đây nha, và nó lợi hại lắm đó, mình tạo ra xong rồi mình còn cảm thấy nó lợi hại nữa, tại vì có những cái prompt mà mình nghĩ nếu như để một tay mình tự prompt thì nó rất là khó khăn, thì bây giờ chỉ cần thả một cái tham khảo vào nó sẽ làm lại cho các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện về
về trợ lý và AI sáng tạo. Lại tiếp tục đến một cái câu chuyện trải nghiệm khác nữa, đó là bây giờ các bạn muốn tạo video phải không? Video thì thay vì các bạn chạy sang một cái trang web như là Kling, hay là bạn nào xài Luma, hay là các bạn xài về VO của Google, thì các bạn phải sang từng trang web. Nhưng mà giờ đây chúng ta có thể là nằm ngay tại chỗ, các bạn sẽ sang phần AI sáng tạo, các bạn vào tạo video. Vào tạo video rồi thì chỉ đơn giản là các bạn bấm vào đây để các bạn lựa chọn các bạn muốn tạo video bằng AI nào. Ví dụ như đây là có Hailu, có Luma, có Google VO chẳng hạn như thế. Đối với tạo video từ ảnh, tức là các bạn có một cái ảnh có sẵn như là ảnh các bạn generate từ AI hay là các bạn render ra rồi, nhưng mà các bạn muốn tạo ảnh thì chúng ta sẽ có đi qua phần video tạo từ ảnh ở đây. Bây giờ ở đây cái quen thuộc của mình đã từng giới thiệu ở trên các cái AI của mình, trong cái phần mà năm AI trả phí rẻ nhất như thế này thì mình có giới thiệu về cái Kling này. Thì bây giờ các bạn chỉ việc là chọn Kling này. Trong Kling này thì các bạn chỉ việc là đưa một cái hình của các bạn lên, ví dụ như các bạn đã làm ra cái hình như thế này đó, ví dụ như đây, và các bạn chỉ cần đưa cái hình này lên là làm cái cảnh mở đầu. Sau đó thì các bạn chỉ việc là đưa vào một cái câu câu lệnh ở đó. Cái câu lệnh này các bạn đánh hoàn toàn đánh bằng tiếng Việt được, chứ không cần phải tiếng Anh gì quá ghê gớm nhá. Ví dụ như mình đánh vào đây là bấm nút tạo thôi, phải không? Và đối với những tác vụ mà sử dụng nhiều token quá thì nó sẽ có một cái thông báo cho các bạn là tác vụ này sử dụng khá nhiều token đấy, thì chúng ta bấm đồng ý nha. Ta chờ một lúc thì cái hệ thống sẽ tạo cho các bạn được những cái clip kiểu như thế này, hoặc là cái kiểu như là mình đã tạo ở bên dưới đây, ví dụ như đây nhá. Đây, mình đã tạo ra đây bằng Kling đó, thì chúng ta sẽ đi thẳng về, rồi sau đó chúng ta lại tạo thêm một cái clip là từ một cái ảnh duy nhất thôi, chúng ta tạo thêm một cái clip là quay sang góc nhìn bên này. Rồi sau đó thì chúng ta lại tạo thêm một cái clip là từ cái đầu giường chúng ta zoom ngược ra đấy. Cái câu lệnh thì hoàn toàn hết sức là đơn giản và không có gì quá phức tạp. Thì các bạn có ba clip short như thế này rồi, các bạn có thể ghép lại thành một cái clip để phục vụ cho việc là xử lý các cái dự án minh họa, các dự án của mình. Ở ngoài ra thì nó còn nhiều cái câu chuyện khác nữa liên quan, ví dụ như là phối quần, phối áo, thay đổi nhân vật, thì các bạn có thể tìm đấy ở trong cái mục là AI sáng tạo này, và các bạn vào phần AI hình ảnh, và các bạn có thể là trải nghiệm nhiều công cụ khác nữa của những người, những chuyên gia creator, người ta đã tạo và người ta đã chia sẻ lên lên trên này đó. Và đặc biệt để làm được những cái công cụ, được làm những cái sản phẩm như là đầu buổi mình có giới thiệu, tức là một cái hình phác thảo như thế này, ngoài cái việc các bạn bấm remix ra thì các bạn cũng có thể là đánh vào cái phần search này, các bạn đánh cho mình cái open. Ở đây là OpenAI, chúng ta sẽ chọn đến cái Image Edit OpenAI này nhé. Và bắt đầu từ cái này thì chúng ta mới có thể là ví dụ như là chúng ta thả một cái hình chúng ta lên trên này, đúng không? Và chúng ta mới chỉnh sửa. Và chúng ta muốn ra lệnh cho nó là trời tối, trời sáng, ảnh thật gì đó. Thì đó là cái cách mà tiếp cận bài bản, nếu như các bạn không muốn remix từ một cái sản phẩm như là của mình. Thì các bạn có thể tiếp cận như thế này. Và đây là một cái tính năng khá là thú vị. Các bạn có thể edit thêm chữ, thêm này kia, hình ảnh vào trong trong cái hình ảnh đã tạo ra của bạn rất là nhanh. Và cái điều tuyệt vời mình vẫn nhấn mạnh lại với các bạn một chút xíu nữa là mặc dù đây là một cái nền tảng còn đang trên con đường phát triển và hoàn thiện mình, nhưng mà các bạn có thể vào và các bạn có thể thấy là khá là nhiều, và chúng ta có hầu như tất cả những cái AI mà nổi bật nhất hiện nay kèm theo cái tính năng đầy đủ của nó để cho các bạn có thể trải nghiệm và sử dụng luôn cho cái công việc của bạn. Và nếu như các bạn muốn học tập và nâng cao cái kỹ năng bản thân về một mảng nào đó thì các bạn có thể qua bên cái phần cộng đồng, và các bạn có thể ở trong cái phần tìm cộng đồng này, thì trong này có rất là nhiều creator đã tạo ra các cộng đồng học tập và chia sẻ kiến thức khác nhau. Ví dụ các bạn muốn học về automatic với NAN, hay là các bạn muốn học về AI, hay các bạn muốn học về Revit, thì mình đây cái cộng đồng về Revit của mình nó cũng giống như là cái tên ở trên đó, và chúng ta sẽ có các cái khóa học ở đây. Mình có những cái bài viết chia sẻ khóa học, thì có những người học đang học vào trong những cái bài này, rồi bài viết chia sẻ ở đây. Thì có những cộng đồng free, có những cộng đồng về trả phí, có những cộng, và các bạn chính các bạn có thể tạo riêng cái cộng đồng cho công ty, cho văn phòng của mình, để các bạn có thể là tạo những cái khóa training cho nội bộ, quy trình nội bộ của văn phòng của bạn. Ví dụ nhân viên mới vào chỉ cần đi tiếp cận vào cái khóa training nội bộ thì cũng có thể là nắm bắt quy trình làm việc công ty rất là nhanh chóng đó. Các bạn thấy có rất là nhiều cộng đồng ở đây kèm theo các khóa học, thì các bạn có thể đi vào bạn học. Và việc học tập ở trên này thì nó sẽ được hỗ trợ bởi các AI chatbot đã được cài cắm sẵn. Ví dụ như ở trên cái pay của mình thì các bạn có thể tiếp cận với lại AI về hỏi đáp về Revit, và các bạn có thể là có những trong những quá trình của bạn học đấy, các bạn có thắc mắc gì thì mà mình chưa hồi đáp cho các bạn kịp thì các bạn có thể hỏi cái trợ lý AI của mình ở trên cái trang này. Thì trợ lý AI dựa trên những cái tài liệu mình đã đưa vào biên soạn kỹ rồi thì sẽ có những câu trả lời xác đáng cho các bạn ha. Và mình nghĩ các cộng đồng khác cũng vậy. Thì đó là những cái nội dung mà mình muốn chia sẻ ở trong cái clip lần này. Và clip lần này mình nhắc lại là dành tặng cho những người dùng hệ vô tri, các bạn muốn dùng AI một cách chuyên nghiệp nhưng lại không muốn là phải suy nghĩ, phải băn khoăn quá nhiều về việc nền tảng nào, chọn nền tảng nào, bỏ nền tảng nào, hay là chúng ta phải dùng ra làm sao, thì chúng ta có thể là có một cái lựa chọn là cái trang web này. Và trên trang web này thì nó đang có hầu hết tất cả mọi thứ mà các bạn đang cần và đang sử dụng, và những cái trend hot đang có trên thị trường hiện nay nhé.
Và để tạo điều kiện cho các bạn có thể là tự tay trải nghiệm những cái tính năng hấp dẫn của nền tảng thì mình có hai thông tin thú vị đến với các bạn. Cái thông tin thứ nhất đó là nếu như các bạn là người dùng mới bắt đầu, các bạn đăng ký tài khoản mới thì mỗi ngày các bạn sẽ được 20 token free hoàn toàn để các bạn có thể trải nghiệm những cái AI với con số mà 20 token free mỗi ngày cho một tài khoản mà chưa có đăng ký nạp tiền giấy thì các bạn có thể sử dụng được các cái AI hay chatbot AI trợ lý có sẵn ở trên nền tảng Click AI, kể cả con AI mà tạo prompt ban nãy của mình. Cái câu chuyện thứ hai, cái thông tin hấp dẫn thứ hai đối với các bạn đó là các bạn đang nền tảng đang có chương trình là Get Free Code trải nghiệm từ 22 tháng 4 cho đến 30 tháng 4 2025. Các bạn chỉ cần bấm vào cái link này và các bạn sẽ được truyền sang một cái form để đăng ký. Và khi các bạn đăng ký thông tin cơ bản theo cái form này thì các bạn sẽ được gửi cái tài khoản free để các bạn có thể trải nghiệm với nhiều token hơn ở trên cái tài khoản của bạn. Và cuối cùng đó là cái thông tin vui vẻ số 2.5, đó là nếu như các bạn có nhu cầu đăng ký các cái gói sử dụng ở trên cái nền tảng này và có giá ưu đãi thì các bạn có thể thử cái link cái phần mô tả của video này nha. Rồi, chúc các bạn có những trải nghiệm vui vẻ. Nếu như các bạn cảm thấy cái chia sẻ của mình hay và có ích cho công việc của bạn thì các bạn hãy bấm like, share và comment vào dưới video cho mình biết ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào trong những cái clip chia sẻ sau. Bye bye.